Ba lên đây. Trời ơi, ba lên mà ba không cho con biết để con cho tài xế nó xuống nó rước ba. Con à, Dạ. mới sáng ra mà ba nghe con lớn tiếng trong này là chuyện gì vậy con? Ê, chuyện con Lan nó giấu giếm con một chuyện 4 5 năm nay. Nhưng mà thật ra là chuyện gì? Thì chuyện học hành của nó, từ nào tới giờ ai cũng nghĩ là nó học trường đại học kinh tế, nhưng thực chất là nó học một lúc hai trường. Đã vậy, khi con phát hiện ra nó vừa học kinh tế vừa học mỹ thuật, chẳng những nó không hối lỗi mà nó còn là không chịu theo con để mà vào công ty làm việc nữa. À, bà coi vậy có được không? Rồi bây giờ con tính sao đây? Còn tính cái gì nữa hả bà? Dứt khoát nó phải lấy cho được cái bằng đại học kinh tế, rồi sau đó nó vào nó làm việc ở công ty của con. Thậm chí là ngay bây giờ con bố trí cho nó vào làm việc luôn, vừa học vừa làm cũng đâu có sao. Còn cái chuyện mỹ thuật giả dời vậy đó thì dẹp qua một bên. Con nên để cho nó làm những việc gì mà nó thích. Nếu nó thích học đại học kinh tế thì nó đâu phải khổ sở giấu giếm suốt 4 5 năm nay. Khổ sở, nó khổ sở mà nó vẽ được hàng loạt bức tranh nó giấu ở trong nhà kho đó. Con không để cho nó muốn làm gì thì làm nữa đâu. Giấu giếm con 4 5 năm nay như vậy là quá đủ rồi. Con sẽ cho người giám sát gắt gao cái chuyện học hành của nó. Ủa, mà sao ba không ngạc nhiên khi nghe chuyện này mà ba lại tỏ vẻ binh vực nó là sao? Có nghĩa là ba biết cái chuyện nó giấu con hay là cả nhà ai cũng biết, chỉ có con không biết là sao? Hoàng, không phải như vậy đâu con à. Vậy thì phải như thế nào mới đúng? Con hết lòng vì cái nhà này, con tin tưởng tất cả mọi người, con chú tâm làm ăn, vậy mà trong nhà này không ngay coi con ra cái gì nữa cơ. Có mắt mà cũng như mù nè. Quang, Quang, ba, học đi làm thì đừng học bước chân ra khỏi nhà. Còn muốn được tự do thì đến trường quốc tế đăng ký học lại, rồi lấy cái bằng đại học kinh tế cho bạn. Lan ra khỏi nhà, cô coi như hiểu ý những gì, hiểu chưa? Alo, có chuyện gì không? Anh à, thằng Tuấn ở trong tù nó đói quá. Nó nói rằng ở nhà vợ con nó không có tiền để lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Nó nói rằng anh hứa. Thôi được rồi, để tôi tính. Còn chuyện kháng án tới đâu rồi? Hỏi nó còn đang tính. Còn tính cái gì nữa? Đưa bao nhiêu đó mà cũng chưa chịu nhận sao? Vậy không còn cách nào khác hả? Dạ không anh. Thôi được rồi, cậu cố gắng dàn xếp cái chuyện Tuấn cho nó ổn, rồi sau đó thì lên văn phòng lấy tiền đem gửi cho vợ nó. Vậy ha. Alo, cô Dân à, cô điều hai cậu bảo vệ ở công ty tới nhà riêng tôi bảo vệ 24/24 nha. Còn chuyện bảo vệ ở công ty cô tính sao thì cô tính.
vậy nghe, cho người ta tới liền đó. Quay xe về nhà. Nội, bây giờ tính sao giờ nội? Ba con bắt con ở nhà vậy hoài con chịu sao được? Chỉ tại mới biết chuyện nên nhất thời ba con nó mới vậy. Vài ba bữa nữa ngôi ngoai, chừng đó mình năn nỉ ha. Lỡ không được sao nội? Từ từ để nội tính. Cách nào bây giờ? Nội suy nghĩ cách giúp con đi. Hay là nội đang nghĩ giùm con đi nội. Bác ơi, bác ơi, chuyện gì vậy chị? Ông cử hai người này tới để canh chừng em đó. Cái gì? Chuyện gì nữa đây? Nói không đó. Có canh chừng gì hết. Về đi. Xin lỗi ông, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mong ông thông cảm. Ba kêu người canh chừng con là không có thay đổi ý định đâu nội. Bác thiệt là. Lạ. Bác để con. Được rồi, bây giờ hai cậu muốn làm cái gì á thì cứ việc làm. Thật ra hôm nay đến gặp con để thương lượng với con một phen. Thật không đúng khi bàn cái việc này. Nhưng có chuyện gì chú cứ nói. Tôi muốn mua hết số cổ phần ở ngoài, ở công ty địa ốc Hồng Lan mà hiện cô đang nắm giữ. Thật ra công ty đang chuẩn bị đại hội cổ đông để bầu ban chủ tịch. Khi cha cô còn sống, tôi rất kính trọng họ. Thật tình, tôi không muốn công ty lọt vào tay kẻ xấu. Bây giờ, tôi chưa thể trả lời cho chú cái gì được hết á. Chuyện bán cổ phần là một chuyện quan trọng. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tất nhiên rồi, nhưng cũng đừng có để cho nó đâu. Công ty sắp họp của đông rồi. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép cô hãy suy nghĩ lại về ngày của tôi. Tôi hứa sẽ không đổi tên của công ty. Chào chú. Ba sống khôn chết đi thì cho con biết con đang làm những gì. Con xin lỗi ba vì đã không giữ được cơ nghiệp mà ba đã nhọc công gây dựng. Con sẽ dùng số tiền bán cổ phần để làm một việc có ý nghĩa. Không! 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 Con! Ba ơi ba, ba có sao không ba? Thank you.
phải gì không ổn. Con gái của mẹ bây giờ con đang ở đâu? Chắc là con giận mẹ lắm phải không? Alo. Ai vậy? Dạ là con. Má khỏe không hả má? Cô là ai mà xưng má má con vậy hả? Lâu lắm rồi, nhà tôi không có đứa gái nào hết á. Thôi nha. Khoan đã má ơi. Má nghe con nói cái đã. Con có lỗi với má, với mọi người. Nhưng mà con xin má, má cho con địa chỉ của bé Lan đi má. Con nhớ má ơi. Đã nói rồi là nó đã đi học ở Mỹ rồi. Mà điều nếu có tôi cũng không cho cô địa chỉ đâu. Nhà tôi á không có con gái nào mà bỏ chồng bỏ con đi hết á. Má ơi, biết làm sao cho má hiểu con bây giờ. Nhưng mà con xin má, má cho con có cơ hội để gặp lại con gái của con đi má. Nha má. Tôi đã nói là không có biết. Mà nghe nói đâu á, nó sắp lấy chồng rồi nó định cư bên đó luôn. Sao? Nó mới 23 tuổi mà má. Vậy anh Hoàng không có cản nó sao hả má? Má ơi, nó còn trẻ lắm mà. Đừng có nên ràng buộc nó sớm như vậy má ơi. Má, nó thích lấy chồng thì cứ cho nó lấy chồng, ba nó cũng không cấm cản nó đâu. Thôi nha. Khoan, má. Má
Ba, ba hát cho người sao rồi ba? Bơi, ba thấy khỏe chưa? Con xin lỗi ba. Đi ra ngoài. Con thấy trong người thế nào? Hay là ra ba bắt mạch hút thuốc cho con uống? Con không sao đâu ba. Con muốn được yên tĩnh. Công thức ngành kinh tế thì nó có thể thích bất cứ ngành nào khác cũng được, nhưng tại sao lại phải làm hội họa kia chứ? Ba ơi, anh chưa? Ba, ờ, má đâu rồi? Dạ, ở trong nhà. Đây con ơi, má đây, má đây. Cái gì vậy Trung? Má ơi, má với thờ vô chuẩn bị đồ soạn đồ đi. Con đưa má Vân Thừa lên Sài Gòn. Thiệt không? Đi đâu? Lên Sài Gòn á? Dạ. Lên Sài Gòn mình ở đâu? Ở Sài Gòn con mới có nhà. Kể từ ngày mai má Vân Thừa sẽ ở Sài Gòn luôn với con. Trời ơi, đã quá vậy, em vô sòng động nhất. Lên Sài Gòn ở với con rồi cái nhà mình đây làm sao con? Đâu có sao đâu má. Nhà mình đâu có cái gì đâu mà má sợ mất. Rồi lâu lâu con sẽ đưa má về thăm nhà. Nha má. Thôi mình vô sòng đồ đi má. Chào mọi người. Chào sếp. Có chuyện gì mà sếp vui dữ vậy? Có tin vui cho mọi người đây. Wow. Tin gì sếp? Tin gì vậy sếp? Ban giám đốc có lời khen ngợi vì sự nhiệt tình và hiệu quả công việc của phòng marketing. Thì mình tổ chức liên hoan nha sếp. Tất nhiên, nhưng mà còn nữa nè. Ban giám đốc đặc biệt khen ngợi bản kế hoạch nhãn hàng kem đánh răng của cô Hương và hứa sẽ có thưởng nếu kế hoạch thành công. Cảm ơn sếp. Nè, chút nữa qua phòng anh nha. Dạ. Chúc mừng chị nha. Cảm ơn em. Mọi người thấy có kỳ không? Ai cũng tích cực làm việc mà chỉ có một người được khen và thưởng thôi. Người đẹp mà phải được sếp ưu tiên chứ, đúng không? Thôi, tuần sau xin nghỉ phép. Qua Thái Lan sửa rất đẹp mới được. Đi với tôi không? Thôi, tôi biết thân biết phận tôi mà.
cơm mà hả? Ừ, đang chuẩn bị sắp xong rồi, đợi chút. Hả? Có chuyện làm tranh ấn tượng hả? Ở đâu vậy? Biết rồi, rồi. Đang tới liền, hẹn ở đó nha. Ừ. Chị đi nha. Cô không được đi. Anh gì ạ? Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm một trách nhiệm mà thôi. Ông đã dặn là cô không được ra ngoài. Anh! Ba, vậy là sao? Con sẽ được tự do nếu con làm theo đề nghị của ba. Ba ép con hả? Con mới là người ép ba phải làm gì. Cách nhiệm này cẩn thận nha. Hương, dạ, có gì không anh? Tối nay Hương có rảnh không? Anh mời Hương đi ăn tối. Dạ, tối nay hả? Em muốn đi ăn với anh lắm, nhưng mà tối nay em bận chút việc rồi. Em hẹn lần sau nha. Em về nha, bye bye anh. Chị Hương hôm nay đẹp quá sếp ha. Người đẹp mà được sếp ưu ái vậy mà còn không chịu nữa. Cô vô làm việc đi. Sao làm sao bây giờ ta? Sao không có chỗ nào tuyển họa sĩ hết vậy? Mấy công việc khác phải có kinh nghiệm, mình có biết gì đâu. Chán thiệt á. Khách sạn Thiên Phát Ý, tuyển tiếp tân. Tiếng Anh thì mình ok rồi. Ăn cơm nè. Thôi, chị ăn đi, em không ăn đâu. Sao vậy? Hả? Có buồn thì buồn, nhưng con phải ráng giữ sức khỏe của mình chứ. Em không ăn đâu, chị ăn đi. Hay là mình nhờ chị Hồng giúp ta. Chị Hồng, chị giúp em chuyện này nha. Chuyện gì? Em muốn đi ra ngoài, chị giúp em nha. Không được. Thôi chị giúp em đi, em năn nỉ á. Trời, chị không dám làm đâu. Thôi giúp em đi, coi như chị hứa rồi nha. Yeah. Em cảm ơn chị. Trời, cái con nhỏ này. Chị giúp em mới ăn cơm. Thôi được rồi, bây giờ ra ăn cơm đi. Chuyện đó từ từ tính. Coi như chị hứa rồi nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Má, đây, từ từ nha má. Đây là phòng khách của nhà mình. Dạ, ở giữa phòng khách có một bộ ghế salon rất là đẹp.
Dạ. Trời ơi, giữa một phòng khách đẹp như vậy nè mà tự nhiên anh để nguyên bộ cái gỗ, hai gì anh để nguyên bộ cái salon này ngồi cho nó yên. Mày nhiều chuyện quá. Bộ nhà này tao mua cho mày nè. Đây đây. Mày nhớ nha, từ cái bàn đi lại đây ba bước nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi bắt đầu nha. Ủa, cái gì mà đẹp quá vậy? Dạ, đây là bàn thờ ông Điện của thần tài đó. Dạ, má nhớ nha. Rồi, má bước tiếp nè. Đây, một, hai, ba. Đây, đây là cái cầu thang để đi trên lầu đó má. Lên lầu? Dạ. Vậy là nhà mình lớn nó có lầu đó con. Một trệt, hai lầu luôn. Hai lầu? Dạ. Vậy là bự quá. Lên lầu nữa. Để từ từ đi con hướng dẫn má sao nha. Đây má bước tiếp nè. Vậy là bước thứ nhất mình đã hoàn thành. Nhất định là mình sẽ tiến xa hơn. Dạ, con nghe nè chú. Dạ, má con thích lắm. Dạ, cảm ơn chú đã tạo điều kiện để cho con có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Dạ, dạ con biết rồi. Dạ, bữa nay con sẽ làm hết mọi việc mà chú đã giao. Dạ, chào chú. Ban giám đốc đặc biệt khen ngợi bản kế hoạch nhận hàng theo các tình huống. Anh về nha. Ổng còn phải chạy theo mình dài dài. Con Hương này đâu có dễ dàng vậy được. Trời ơi, cái nhà gì đâu, mũi không à. Chết, cho mày chết. Chị không? Chào nha. Em cảm ơn chị nha. Chú Nghĩa, chú Tâm. Hai chú cho tôi nhờ chút xíu. Có gì không chị? À, hai chú khiêng giùm tôi hai chậu kiển xuống dưới thì sao đi. Dạ được. Chuẩn bị ha. Dạ. Rồi. Rồi dạ. Từ từ thôi, cẩn thận. Dạ. Dạ, cẩn thận tôi. Dạ, dạ. Dạ, nay vui, uống dữ. Nay vui quá. Rồi, chim bay đi. Ê, ơi, chim khoan bay. Rồi, chim bay. Mai, đi nhanh lên Mai. Làm gì gấp gáp như vậy? Tôi chờ mà nãy giờ á. Nhanh đi về tôi còn chở má tôi đi công chuyện nữa. Trời ơi, khó khăn lắm tao mới ra được đây á. Mà nói gì vậy? Tôi không nghĩ là bảo vệ căng trọng quá trời luôn. Nhanh lên đi đi.
Nhanh lên. Mày chưa? Nghe đi. Mời vô. Cô ngồi đi. Cô tới đây làm gì? Ông, tôi xin ông. Tôi xin ông hãy giúp chồng tôi thoát khỏi cảnh đau tù. Không có anh ấy, mẹ con tôi không thể nào sống được. Gia đình chồng họ cũng tủi nhục vì anh ấy đi tù không ạ? Chuyện tù tội của chồng cô dính dáng gì đến tôi? Sao ông có thể nói thế? Chồng tôi có ngày hôm nay là cũng vì ông mà. Thôi được rồi. Đây, tôi gửi cho cô số tiền này. Coi như tôi thực hiện đúng lời hứa với chồng cô. Mà tất cả cũng tại chồng cô. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi là phải hết sức cẩn thận. Chồng cô chủ quan lắm cơ. Suýt chút nữa tôi cũng bị. Ông nói cái gì? Chồng của tôi, chồng của tôi có ngày hôm nay là cũng do ông. Giờ gia đình của tôi cũng tan nát vì ông. Trước mắt thì tôi cũng chỉ giúp cho cô được như vậy thôi. Còn chuyện chồng cô có ra khỏi tù hay không là còn tùy vào cái số của nó nữa. Tôi đã làm hết cách rồi cô ạ. Thôi bây giờ cô về đi. Tôi còn phải làm việc nữa. Chào cô. Mà tranh thủ vô nộp hồ sơ ra sớm nha, tôi không có nhiều thời gian đâu á. Tôi chờ bà ở quán cà phê bên đường nha, cố gắng lên nha. Đợi tôi chút nha. Dạ em tới xin việc. Dạ em đọc báo thấy khách sạn đang tuyển nhân viên phải không chị? Dạ chị chờ em tí. Alo chị ơi, có người tới xin việc. Dạ dạ dạ, chị qua đó ngồi chờ tí. Chào em. Dạ chào chị. Mời em ngồi. Dạ em tới để xin việc. Em có kinh nghiệm làm việc xuất sắc chưa? Dạ chưa, nhưng em nghĩ là em sẽ làm tốt. Theo đơn xin việc của em thì em tốt nghiệp trường mỹ thuật, sao em lại chọn làm ở đây? Dạ, em đang muốn kiếm một công việc bán thời gian. Thời gian còn lại thì em tập trung vào sáng tác. Có như vậy thì em mới tự nuôi sống bản thân của mình được và trau dồi thêm kiến thức hội họa. Vậy thì khả năng tiếng Anh của em như thế nào? Dạ, chị có thể test em. Ê, Lan, đây nè. Mai, Lan đậu rồi đó. Người ta test Lan kỹ lắm, nhưng mà Lan biết tiếng Anh nên người ta nhận. Trời ơi, vậy hả? Chúc mừng bà nha. Còn giữ nhà trọ, bà kiếm giùm tôi nha. Tôi biết rồi, ngồi xuống nước, tôi kêu nước cho bà uống nha. Nhưng mà tôi phải về sớm, ba tôi về là chết á. Thì từ từ uống nước đi rồi về, có sao đâu. Uống gì? Thôi tôi nước trà nha.
Rồi, cái gì bà nói đi. Có gì nè. Tôi hỏi thiệt bà nha. Bộ bà định muốn ra riêng thiệt đó hả? Bà suy nghĩ kỹ đi nha. Sống một mình nó không có đơn giản đâu. Có nhiều chuyện bà phải lo lắm á. Dạ thưa ba. Chuyện gì? Dạ con muốn nói chuyện với ba. Đừng có cố mà giải thích hay thuyết phục ba nữa. Không ăn thua gì đâu. Ra ngoài đi, ba đang làm gì? Dạ không, con muốn nói với ba là ngày mai con sẽ đến công ty làm, lấy bằng đại học kinh tế để cho ba vui. Sao? Dạ, ngày mai con sẽ đến công ty làm. Vậy là con đã hiểu được vấn đề rồi đúng không? Dạ. Ừ, giỏi. Vậy mới là con gái cưng của ba chứ. Dạ, thôi tới giờ rồi, ba đang cơm, để con xuống mời nội. Ừ. Dạ. Ê. Cuối cùng thì nó cũng hiểu ra được vấn đề. Nội. Nội ơi. Nội nhớ nhà hả nội? Ừ. Không biết á, ngoại con có qua tứ giùm mấy cái cây kiển giùm ông nội hơn nữa à. Ông nội yên tâm đi, ngoại con là người giữ lời hứa lắm. Con nè, con có buồn ba con không? Chứ nội ở đây mà không giúp ích gì được cho con hết. Con không có buồn ba con đâu nội. Con biết tính ba con trước giờ là vậy mà. Cũng đừng có trách ba con nghe không con. Ba con cũng có lý lẽ của ba con. Chỉ có điều nó áp đặt mọi chuyện không đúng chỗ, không đúng nơi mà thôi. Ha? Dạ con biết rồi. Mà ông nội ơi, con muốn... Cái gì? Nói cho nội nghe coi. Dạ không có gì, nội vô ăn cơm với con nha nội. Con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ biết rằng những lá thư của mẹ sẽ không đến được tay con, nhưng mẹ vẫn cứ viết. Mỗi một lá thư mẹ gửi đi luôn kèm theo niềm hy vọng của mẹ. Nhưng mà không phải mẹ cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm, mà thực lòng mẹ muốn con hiểu, hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Thank you.